Hello, xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ không đi solo sở quát nữa, mà rất nhiều anh em có bảo mình là làm với người lạ đi. Thì ok, hôm nay thì mình tiếp tục auto matching của mấy người lạ, và mình dùng một cái nick khác cũ của mình, cái nick Yến Nhi đấy anh em. Để đáng nhẽ ra là mình định là lấy cái nick này để vào auto matching, xong rồi trà trộn cộng đồng với người lạ đấy anh em, để xem là mấy ông này có tưởng mình là con gái không. Nhưng mà trận này thì mấy thanh niên này không mở mic rồi anh em, không biết là ông ấy có tưởng mình là con gái không. Gặp luôn hộ ông này luôn này, khống một à. Đây đây này, dưới tầng 1 nhìn xuống luôn anh em ạ. Đây này. Nào. Hello bạn, hello bạn. Trời ơi, táp cứ gọi là phê anh em ạ. Bò đi đâu, lìa tâm táp chết hai ông này luôn. Trong khu vực bốt cam này khá là đông vui anh em ạ. Thì mình auto matching thì mình thường chơi ở cái map bốt cam như thế này. Ui 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 ui, căng thế nhở. Ngồi lút độ. À có thằng công sang. À công sang à. Nào bơi vào đây. Mình vừa mới giết hai đồng đội của bạn thôi. Ui quăng bom này, quăng kịp rồi. À chạy lên cầu thang à. Quả bom này chết bạn này. Quả bom này chết bạn. Ui ôi, mình giữ lâu quá anh em ơi. Ui thành niên kia rũi cả băng vào người mình luôn. Ghê đấy. À công bào à. À công láo à. À bạn không biết là bạn đang đối mặt với ai rồi. Ui dồi ôi, đi đồng đội chết rồi. Công láo là chết ngay. Bạn tưởng trong này lại dễ ăn thế cơ á. Làm gì có mùa xuân đấy. Vẫn còn một ông dã mình cả băng ở bên này bằng cây UMP nữa. Từ từ, mình phải uống nước các thứ đã. Máu nước đầy đủ rồi mình chơi luôn anh em ạ. Mấy cái thanh niên này tưởng gì. Đồng đội quyết định không mở mic anh em ạ. Rồi thanh niên này lại vừa giết được ai đó. Từ từ đã. Nước lôi đầy đủ cho nó có rất nhiều hiệu ứng đã. À này bây giờ mình sang này. Nào. Bắn tiếp đi. Bên ui, bên ba kho thì cũng có anh em ạ. Được rồi. Mình sang mình giết cái bọn bên này trước đã. Đây 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 đây. À thỏ ra này, thỏ ra định ăn mình. À. Thỏ người này. Ui. Bạn phê lắm. À lại còn bắn lại, thế là trong nhà này hai ông. Được rồi, công vào luôn. Đấy. Lách lên cái để cho các bạn ấy nghe mình chạy cầu thang đấy, nhưng mà đây rồi. Đây rồi. Mạng đen lắm. Mình đánh lạc hướng thôi. Quả đấy là mình cứ tưởng ngồi trong góc nên là mình liệng qua, chứ không là nếu mà mình biết là ngồi đây mình là mình bắn luôn từ đầu rồi. Đây này. Ủa biệt kia vẫn còn giã kinh lắm anh em ạ. Ba kho anh em ạ. Mình sang luôn. Sang bên đấy luôn. Bên này hết rồi. À chạy à. Chạy đi đâu. Ui 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 ui. Chạy chạy. Nhìn thấy mình rồi gì vậy. À, hello. Hello anh trai. Hello anh trai. Công vào luôn này. Hello anh trai. Hello anh trai. Ui. Ui thế là tưởng biết mình. Hóa ra là không biết anh em ạ. Vẫn còn đang ngắm nghía đồng đội của mình. Bạn đèn lắm. Thế là clear rồi. Xong rồi. Tưởng bên này đông, hóa ra sang bên này có mỗi một người anh em ạ. Mỗi một ông. Kinh cái gì đó. Kinh cái quần què thì cũng phải chết cả thôi. Thế là mấy ông này, mấy người đồng đội của mình không nhận ra mình là con gái rồi. Mặc dù mình để cái tên Yến Nhi anh em ạ. Thế là trận này coi như là trà trộn giả. Mình định trà trộn giả gái cơ. Nhưng mà không được. Nhưng mà thôi, trà trộn cộng đồng là được rồi đúng không anh? Làm với người lạ là được rồi. Gánh người lạ vào top 1. Hợp lý. Nó lại được VL. Đây, mình nút nhanh chóng rồi mình qua đi tìm người giết anh em ạ. Đây đây, đi luôn. Ô, có thằng. Có thằng chạy. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ui, chạy đi đâu? Thế là giết luôn anh em ạ. Đi rồi. Ui, có tiếng bắn. Đây rồi. Mình chạy một vòng từ cái chỗ bốt cam đấy, mình chạy vòng qua resort xong rồi vòng qua đến đây. Không có một người. À, có một thằng ngồi đây. Đâu vậy anh trai? Lốc. Ui. Ông này lốc rồi, từ từ đã, mình phải cứu đồng đội đã.
đây là quăng cho bạn vào trái sai trái sang bốc này. Ai 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 ui thế là đông thế nhở. Ui thôi xong, đồng đội mình bị gạt giò rồi, thế là cả trái cả phải luôn anh em ạ. Hơi đông hơi đông rồi, hơi đông thì cũng phải chết rồi. Bò này đậu phộng bạn luôn. Bò đi đâu, bên này cũng có người, đồng đội mình cũng đã bách. Ôi ông số 4 kia thoát luôn rồi anh em ạ. Đấy, chơi với người lạ hay hay như thế anh em ạ. Đâu rồi thanh niên này, thanh niên này vừa bị ai bắn ta? Có x6 này được thực sự. Từ từ đã. Lại kèo à, bạn kèo à? Đâu thế? Được. Được đấy, bạn khèo mình đúng không? Mình hứa với bạn là bạn sẽ phải nằm xuống. Đóng khèo mình anh em ạ. Nào khèo nó đi. Nào. Khèo này. Cố này. Định mệnh bạn luôn. À lại còn vẫn còn khèo mình à. Được. Bạn cũng có gọi là tí gì đấy. À chạy rồi. Nào. Thò ra đây xem nào. Những cái thanh niên như thế này là mình sẽ tiêu diệt ngay. À, cầm cà. Đau chưa? Mình chỉ gửi thôi, mình biết mà. Chạy này. Cái tội khèo mình, nó phải gọi là trả giá ngay tức khắc anh em ạ. Hai thanh niên khèo mình lặm xuống, phải có thôi, phải gọi là mau gọn lẹ anh em ạ. Đây đây đây, đồng đội mình đang combat mấy cái team bên dưới. À đây rồi, đây rồi. Đẩy xuống luôn anh em ơi, đẩy xuống luôn các cậu ơi. Không đẩy cho nó thoát luôn. Nào, chạy đi. Đi. Hello bác tài. Ui, vừa lên thì bác tài bốc khói. Đây đây, còn hai thanh niên nốc ở đầu này. Mình đảm bảo với các bạn là mình sẽ phải giết được hai cái thằng này. Định mệnh các bạn luôn. Các bạn dám khèo mình thì các bạn không có cái đường sống sót đâu. Mình là thù dai lắm, làm sao mà chạy được với mình. À, à đây rồi. Định mệnh. Thế là nó được cứu rồi anh em. Được rồi, mình phải tiêu diệt được bọn này. Mình hứa với các bạn luôn. Mình hứa với người đồng đội số 4 của mình là mình sẽ giết được mấy cái thằng rau dưa này. Mình sẽ chặn đường nó. Nó chạy được, nó chạy vòng đường dưới anh em ạ. À, bây giờ thì vòng bên trên. Mình sẽ vồ được bọn này. Đâu rồi? Hello bác tài. À, định chạy xuống dưới. À đây rồi. À đây lên rồi. Lên rồi này. Cái tội khèo mình này. Còn một thằng nữa. À lầm à. Lầm này. Bạn khèo hộ mình cái. Ui cay chưa. Lại bầu không cay đi. Nó lại cay quá cơ. Này tặng cho bạn trái nửa này. Dám khèo mình trả giá ngay tức thì anh em ạ. À, quả báo đến sớm lắm. À bò à. Bò làm sao được. Bò đi đâu. Bò à. Chỉ có bò vào hòm thôi. Ôi ôi. Bò lại đau, khá đau anh em ạ. Mình nút nhanh rồi mình cũng đi thôi. Cái tội khèo mình anh em ạ. Không thể tha thứ được. Thôi đi thôi. Vòng bò lại khốn, hơi khốn nạn anh em ạ. Bây giờ mình chạy qua cầu nữa chứ. Ui mấy ông này đứng đây làm gì đấy. Ui có người bắn này. Ui vãi. À bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Được rồi được rồi. Nó ở đâu vậy? À nó ở bên dưới này anh em ơi. Để mình bỏng xuống. Không được. Để tôi bóc nó. Đâu rồi? À đây rồi này. Cái tội bắn đồng đội tiêu này. Ấy 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 ấy. Có thằng nhìn thấy mình này. Động. Nó ở mãi bên kia cơ. Bò khốn nạn thế nhở. Ok cứu nhau đi. Cứu nhau đi. Mình clear rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Heo heo cái gì. Úi. Ô. Ôi vãi trường ạ, à, hai ông đều nốc. Ui, trời ạ, à, mình sorry sorry. Mình cứ tưởng một người nốc. Ui, trời ơi, đồng đội của tôi này. Ui vãi. Ui đau thế. Vãi đái ạ à. Mình cứ tưởng đồng đội mình là một người lốc thôi, hóa ra là cả hai anh em ạ. À, còn một ở dưới này nữa. Định mệnh các bạn luôn. Được rồi, các cậu ngồi im đấy, mình đã cứu các cậu. Sờ mốc được quăng rồi. Dăm ba cái thằng rau dưa này làm sao có thể làm khó được mình. Đây 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 đây, mình cứu đây, mình tới đây tới đây tới đây, tới liền tới liền.
Mình sẽ xoa mông cho các cậu. Cứ bình tĩnh thôi. Các cậu cứ việc bơm máu này, còn lại cứ để mình lo. Mình cân hết. Cảm ơn nhé. Ủa, người lạ chat. Ok bạn. Không có gì. Đây này, mình vòng sang bên này. Mình vòng sang bên này để bắt được bọn này này. Bọn nó nhìn thấy mình rồi. Mình nhìn thấy một thằng này này. À, nào thò ra đây. Như góc nhà, như góc nhà cho con đấy. Biết. Này thì ngó này, một thằng ngó lại còn bắn lại à. Rồi. Rồi. Nào. À, bắn à. Này, tặng cho bạn cái bom này. Tặng cho bạn quả bom này. Thêm trái nữa này. Thêm một trái nữa này. Ui không tới anh em ạ. Nào. Thò ra. À, ui có thằng tap ở trong nhà nữa. Này này này, cho bạn chạy. Cho bạn trái nữa này. À đây rồi, mình nhìn thấy nó này. Này này, mày bắn đồng đội tao này. Nóc 2 rồi, đẩy xuống luôn thằng này. Nào, bước ra. À bước ra rồi nè. À bò này. Này thì bò này. Ui. Các bạn á, không có tuổi. Không có tuổi. Bắn gắt quá. Bắn gắt quá. Người lạ phải thốt lên rồi. Bắn nó cứ phải gọi là siêu gắt đấy chứ này. Má bọn này. Bắn kia có smoke. Ok. Bây giờ người lạ mới bật mic anh em ạ. Bắn ghê quá. Người lạ phải thốt lên anh em ạ. Đây này, có thằng bò đang bò này. Vừa bị combat xong hả bạn? Combat xong này. Combat xong này. Ui thơm. Thế là KS là một mạng của một thanh niên nào đó. Hai thằng yếu. Ok. Đây là mình sẽ vòng đường này sang. Mình sẽ bắt được bọn nó sớm thôi. Còn 14 thằng nữa. Mình được 14 kill rồi anh em ạ. Cũng được. Ơ. Có thằng ghé. Nó cóc lác anh em ơi. Nó cóc lác. Không chơi. Thằng ấy để sau đã. Mình bắt được hai thanh niên này đã. Nó đâu các cậu ơi? À đây rồi, sầm mốc. À, đâu rồi, hello bác tài. Hello anh gì ơi. Bên này cũng có tiếng súng. Như vậy là bọn mình vẫn ở trong bò. Tạm thời thì vẫn yên ổn anh em ạ. À, gốc cây kìa. À, đứng đây không nhìn thấy rồi, quất rồi. Được rồi, bên này bắn này. Được rồi, mình liều. Mình vòng hẳn lên ra đằng sau bọn này để bắt được cái bọn khói này đã. Mic của bạn số 2 kia hơi ồn anh em ạ. Tiếng chim sáo hót điếu lo các thứ. Có thằng ở gần. Có thằng ở gần. Chắc. Nhảy nhót này. Ủa ôi đúng viên đạn cuối cùng. À đây nữa này. Nhảy nhót này. Ủa ôi. Bắt được đúng hai thanh niên đang nhảy nhót anh em ạ. Quá ngon. Thế là còn một team ở bên này nữa. Còn 3 thằng nữa thôi. Bạn ơi. Không đi cầu. Ủa ở đâu ta. Bên này ít nhất phải còn tầm ạ. À đây rồi, gần. À, ngoài phía sông. Ui, đang bơi kìa. Đang bơi này. Ui. Thế là ăn luôn. Ơ, mình tưởng mình ăn 2 mạng chứ. Hóa ra được 1 mạng thôi anh em ạ. Wow, thiệt là xịn sò quá mà. Thế là ok, mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu top 1. Cùng với người lạ. Cánh được người lạ ở top 1 anh em ạ. Với cái số kill là 17 kill. Nhót này. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh nha. Và comment những cái nội dung tiếp theo mà anh em muốn mình làm ở phía bên dưới. Còn đập ngực nữa anh em ạ. Anh em nhớ comment nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.